Buổi sáng nha, sáng nay em Thịnh mình sẽ cập nhật cho anh em mình một số mẫu xe 7 chỗ mà giá tiền cực kỳ rẻ, chỉ từ 100 hơn, 200 hơn, số tự động, số sàn, máy xăng, máy dầu có đủ. Và trong clip này em xuất giá anh em mình từ 5 cho đến 10 triệu, nếu anh em nào mà có comment, có đăng ký kênh của em tặng cho anh em mình từ 5 cho đến 10 triệu nha. Và đây là xe Kia Carens đời 2011 bản full cửa nóc. Xe này em đang bán với giá tiền là 275. Trong clip này em bớt cho anh em 10 triệu. Anh em nào có comment, có đăng ký kênh đến đây xem, em bớt cho anh em 10 triệu đồng tiền mặt nha. Số tự động, bản full, máy zin anh chị nha, máy số zin, bản full, cửa nóc. Đó, 2011 anh chị nha, để cho anh em mình xe này chỉ có nhiêu đâu, 265 cành, 7 chỗ, còn rất là sang trọng và mới. Và kế đây có con Zinger đời 2009. Xe này được hai trang bị hai dàn lạnh giống như con Kia Carens luôn anh chị nha. Hai dàn lạnh ABS túi khí như xe kia luôn. Đó, máy số gầm ngon, sơn xi đẹp, biển số tài Vinh, xe ngay chủ, hai dàn lạnh, 7 chỗ ngồi. Máy số gầm thì khỏi phải chê, chạy sướng, giá rẻ, sơn xi còn rất là mới, gầm cao, máy thoáng. Anh em cứ so sánh với Invazi taxi đi. Di taxi mà 2009-10 bây giờ anh em mua cũng 178. Anh em mua xe này có 195, được là xe gia đình. Thứ hai được có là trang bị hai dàn lạnh và được túi khí nữa. Đó, mâm lớp vỏ rất là đẹp anh chị nha. Anh chị đi một vòng và trong clip này em sẽ cập nhật khoảng hơn 10 xe 7 chỗ cho nên mình nắm giá nha. Ngoài ra còn nhiều xe nữa đang tiến hành em bảo dưỡng và một số xe đang để ở trên chi nhánh 2 quận 7 chỗ Long Tân Vàng á. Phơm dán đẹp không anh em? Đẹp không? Ngon lành chưa? Đó, con chầm chín mấy triệu thôi. Rồi ok nè, tới đây có con Innova G 2009 nè. Innova G 2009 được trang bị là túi khí ABS, hai túi khí mẫu mới nha. Hai túi khí ABS, máy số gầm ngon, sơn xe đẹp. Giá này là xe bình quân thôi chứ không phải là xe cọp. Nếu mà xe cọp thì không có giá này, xe cọp thì em bán là 2728. Xe này em bán anh em mình có 210 thôi. Với dầu quay là 225. Trong clip này bớt anh em mình 15 triệu, chỉ còn 210 triệu. Đó. Rồi kế đây có con Innova số tự động, rẻ hơn thị trường tới 100 triệu. Đó, nếu mà số tự động 2016 bây giờ thị trường nó tầm khoảng 501, 502, 503, 504. Nhưng xe này để cho anh em mình 430 tại vì cái đích sau nó có chạy chỉ vậy thôi, mình mua bán có sao nói vậy anh chị nha. Xe còn zin, máy zin số zin luôn chị nha, chạy 80 mấy ngàn, xe chắc, xe rất là cộp, chỉ có cái đích sau chạy chỉ thôi. Rồi ok, để anh em mình 430 triệu. Đó, kế đây có xe hơn 100 triệu nữa nè, Jolly 2004, bếp full, bản đủ, máy số gầm ngon, số sàn MT full đồ chơi anh chị nha, hai dàn lạnh luôn. Dòng Jolly này máy số gầm chạy cực kỳ sướng hơn Innova, mà mấy con Innova Z là chạy không có vé luôn á. Nói chung là kem là chỉ là 100%, máy số gầm sáng trưng, xe đẹp lắm anh chị nha. Xe này đang để cho anh em mình 122, đăng kiểm tới tháng 3 2024, 7 chỗ ngồi, phom dán đẹp, 122 triệu à. Bánh kèo bản đủ anh em nha. Đây, bánh kèo bản đủ, đó, máy xăng ha, bánh kèo bản đủ, 122 triệu. Và tất cả những xe này em bán đều cho anh em mình nợ lại nha, nợ 10 triệu, 20, 30, 40, 50. Và có cho anh em mình đổ xe với em, đổ xe máy, đổ ô tô với em luôn. Đó, ok chưa? Rồi xong, kế đây có con xe Highlander máy dầu, Highlander máy dầu số tự động anh chị nha. Số tự động bản full, bánh keo chục bô 2005, đang bán 185. Trong clip này phích giá cho anh em mình 10 triệu luôn, để anh em mình 175 triệu, bớt 10 triệu cho anh em mình lấy lọc nha. Chỉ có 175 cành thôi. Đó, bao xài luôn, máy dầu chạy sướng luôn. Rồi ok chưa? Qua đây nè anh em ơi, có con xe Innova 206 cộp, bữa giờ cũng có nhiều anh em hỏi tại sao Innova 206 G mà bán 220 mà tại sao Innova 209 G mẫu mới mà bán 201. Thì đó, bởi vì sao, nó sẽ chứng minh lên một điều là cái gì? Đồng tiền đi đâu chất lượng, đúng không anh em? Đó, đâu phải mà đời hấp là giá rẻ, đâu phải là đời cao là giá mắc đâu. Tại vì sao có nhiều xe cao hơn 10 năm đời giá lại rẻ hơn xe 10 năm trước. Ví dụ vậy. Đó, xe này là xe một chủ từ đầu, biển số 1LD, công ty xuất hóa đơn, một chủ bao xuất hóa đơn với anh em luôn, bao cút hồ sơ cho anh em luôn. Để cho anh em mình 220 triệu nỉ zin, tiếp ly nỉ zin luôn. Đó, xe cộp lắm anh chị nha, mình thùng sơn xi hẳn băng, không một lỗ nhỏ luôn, bao dùng bao xài luôn. Đó, 220 triệu bao hồ sơ. Giá này biết là 225 nha, để cho anh em mình 210 thôi. Ờ, 22 thôi, bớt 5 triệu. Đó. Anh em qua lựa thoải mái nha. Quá chất lượng, quá đã luôn anh em ơi. Rồi kế đây có con Captiva số sàn. Captiva số sàn đời 2007, số sàn MT, biển số Tiền Giang, số dễ nhìn luôn, 17039 luôn anh chị nha. Số sàn 170 triệu, bữa giờ bán là 175, nhưng trong clip này bớt anh em mình 5 triệu nữa, để cho anh em mình xe này 170 triệu. Đó, máy số gầm ngon, chạy sướng, giá rẻ anh chị, màu đen rất là đẹp ha, rất là mạnh mẽ. Nãy giờ cũng sơ sơ cũng chục xe rồi, để em vô nhà hình như cũng còn 1-2 chiếc gì đó hả. Ngoài ra em còn Vivan số tự động em bán 153 triệu anh chị nha. Vivan đang để bãi dưới, rồi còn thêm mấy con Innova đang để bãi dưới nữa.
nhiều xe lắm anh em qua lựa thoải mái. Địa chỉ anh em mình cứ gõ lên Google thôi, Thịt Bến Tre, Thịt Bến Tre rồi đi theo vị trí anh em ha. Đó, rất là nhiều xe. Rồi ở đây thì có thêm con Karen tự động 209 bản full, cửa nóc 2.0 luôn, full đồ chơi luôn anh chị, xe gia đình luôn, 239 cành. Trong clip này bớt anh em mình 4 cành, để anh em mình 235 thôi. Đó, form dáng rất là đẹp, màn hình Android, điều hòa auto, cửa sổ trời. Ở đây có Innova nữa mà xe này thì cọc rồi anh chị, Innova màu đen cọc rồi. Đó, nhiều xe 7 chỗ lắm anh em nha, anh em qua lựa đi. Bên kia có Fortuner mà cũng cọc rồi, còn Fortuner dầu cũng cọc luôn. Đó, anh em nào thấy được xe nào thì alo cho em qua số 0866 6789 71, hoặc 0834 33 3371. Cảm ơn và hẹn gặp anh em ở clip sau. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh, vui lòng bấm nút đăng ký để cập nhật nhiều video hơn từ em Thịnh Bến Tre nha. Em cảm ơn và hẹn gặp em ở clip sau ạ.